Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài tips cực kỳ quan trọng giúp mọi người chọn mua sàn nhựa da gỗ sẵn keo chất lượng cao, tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng nhé. Đặc biệt là đối với những ai đang muốn nâng cấp không gian sống nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng. Let's go! Thứ nhất, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ. Luôn ưu tiên các sản phẩm có thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Đừng ngần ngại hỏi các thông tin liên quan để đảm bảo bạn không gặp phải hàng kém chất lượng nha. Thứ hai, chất lượng keo dán. Một sản phẩm sàn nhựa dạ gỗ từ dán chất lượng thì lớp keo phải bám dính cực tốt, không bị bọng tróc sau thời gian ngắn. Nếu keo dán không tốt thì sau này sẽ tốn công sửa chữa lắm đấy. Thứ ba, độ dày và kết cấu. Chất lượng sàn nhựa thường dựa trên độ dày. Từ 2mm đến 4mm là lý tưởng cho các không gian như phòng khách, phòng ngủ hay cả phòng tắm. Hãy kiểm tra xem bề mặt có vân gỗ không, khả năng chống trầy xước và chống nước có tốt không, và đừng quên sợ thử bề mặt tấm sàn nhé. Thứ tư, đánh giá từ khách hàng. Đừng quên đọc các đánh giá từ những người đã mua. Đây là cách đơn giản nhất để biết liệu sản phẩm có chất lượng đúng như quảng cáo không. Hãy chọn những cái nhà cung cấp có nhiều review tích cực và đáng tin cậy nhé. Thứ năm, tránh sản phẩm giá quá rẻ. Giá quá rẻ so với thị trường thường là cái dấu hiệu của hàng nhái hoặc kém chất lượng. Hãy đối chiếu giá từ nhiều nhà cung cấp trước khi quyết định mua để tránh những sản phẩm không đảm bảo chất lượng nhé. Và thứ sáu, mua tại cửa hàng uy tín. Mua hàng ở những đại lý chính hãng hoặc các sàn thương mại điện tử uy tín sẽ giúp bạn yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm. Đừng quên kiểm tra kỹ thông tin của cửa hàng trước khi đặt mua. Tóm lại là để mua được sàn nhựa da gỗ sẵn keo chất lượng, mọi người cần phải cẩn thận một chút trong việc kiểm tra thông tin sản phẩm. Mình hy vọng những tips này sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm ưng ý cho không gian sống của mình.